Kính chào quý bác sĩ. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến quý bác sĩ về cái tay khoan của Morita. Cái tay khoan mà được các bác sĩ rất là thích đó là về cái độ êm khi mà mình làm việc. Cái tay khoan của Morita rất là êm. Thì cái việc êm nó giúp cho là khi bác sĩ mài nó cũng đỡ bị khó chịu về cái âm thanh. Thứ hai, đặc biệt là bệnh nhân khi mà một cái thứ được để trong miệng của mình mà nghe cái âm thanh nó lớn thì sẽ rất là mệt mỏi và rất là dễ đau đầu. Thì cái tay của Morita được các bác sĩ khi dùng thì mài thẩm mỹ là thời gian mài lâu nhất, thì các bác sĩ thấy dùng xong bệnh nhân của mình rất là thoải mái vì cái độ êm của nó rất là tốt. Thì tại sao lại có cái độ êm như thế? Đó là cái thiết kế tuabin có hai tầng cánh. Thì cái việc có hai tầng cánh và cái số lượng cánh tốt hơn nó giúp cho cái tay khoan tránh bị rung hơn, và cái việc đó làm cho là tay khoan có cái đường mài chính xác hơn, và vì ít rung hơn nên nó cũng gây ra cái tiếng ồn nhỏ hơn. Như thế là cái tay khoan của chúng ta sử dụng sẽ được êm hơn. Việc êm sẽ giúp cho bác sĩ mài cho bệnh nhân thoải mái hơn và mình làm việc nó cũng thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Để cái tiếp theo là cái độ đồng trục. Cái độ đồng trục là cái độ đồng trục của cái óc tay khoan và cái mũ khoan. Thì tay khoan của mỗi da thì các bác sĩ mài độ đồng trục của nó rất cao, được thiết kế rất cao, cho nên là khi mình mài các cái mặt mỏng giống như mài veneer hay là khi mình mài đường hoàn tất với cái độ chính xác rất cao như thế cho mình cái đường mài trơn hơn, đẹp hơn, chính xác hơn, và đặc biệt là đường hoàn tất sẽ giúp cho mình sau này phục hình thì có cái đường hoàn tất đấy sát khít hơn, giúp cho ca phục hình của mình có độ thành công cao hơn nữa. Điều nữa là tay khoan của Morita được thiết kế toàn bộ thân bằng chrome, là một cái kim loại rất cứng nhưng mà có khối lượng nhẹ hơn. Thì được thiết kế chrome như vậy thì cái tay khoan này chỉ có 45g, nhẹ hơn nhiều so với các tay khoan khác. Thì cái việc nhẹ này giúp cho bác sĩ khi mài thẩm mỹ thời gian dài nó tránh bị mỏi. Và việc tránh bị mỏi này nó giúp cho cái đường mài của mình chủ động, mình thao tác nó sẽ chuẩn xác hơn. Cái ca mài của mình, cái đường mài của mình nó sẽ chính xác hơn nữa. Về thêm nữa là cái tay khoan này toàn bộ là Morita được sản xuất toàn bộ là chắc bóng. Khi mình thao tác thay tay khoan, thay mũ khoan nó sẽ nhanh hơn và thuận tiện hơn rất là nhiều. Với lực bấm và cái độ giữ mũ khoan này rất tốt, và đặc biệt là tay của Morita khi sử dụng dầu mới ra để bảo dưỡng thì cái óc tay khoan này và thân tay khoan này được bảo hành đến 2 năm. Với việc 2 năm để đảm bảo rằng cái mũi khoan này không thể bị rơi hoặc là bị gãy, đấy là một cái công nghệ đảm bảo cái độ bền cho sản phẩm của mình, đấy là một cái rất là tốt. Việc nữa là trên tay khoan này luôn luôn có 3 tia phun xương. 3 tia phun xương sẽ được phun trên suốt chiều dài của làm việc của mũi khoan, ở phun ở 3 vị trí khác nhau, một ở ngay đầu mũi khoan, hai là dịch lên và dịch lên một chút nữa, thì giúp cho toàn bộ cái mũi khoan khi làm việc sẽ được làm mát. Cho nên là khi mài mũi khoan bằng tay khoan của Morita thì nó tránh bị quá nhiệt, tránh bị cháy khét, đặc biệt là nó không gây kích ứng đến tủy, bệnh nhân sẽ sau khi hết thuốc tê cũng không có hiện tượng bị ê buốt hay là bị đau gì cả. Nên là sẽ chắc chắn là sẽ thấy là khi bác sĩ sử dụng tay này mài sẽ thấy là rất là bác sĩ rất là nhẹ nhàng, và cái việc nhẹ nhàng đó sẽ giúp cho bệnh nhân của mình sẽ giới thiệu người thân hoặc là bạn bè của mình đến với bác sĩ nhiều hơn nữa. Một cái rất quan trọng khi tay khoan của Morita đó là mà các hãng hiện tại vẫn chưa đảm bảo được cái việc đó, đó là cái việc gọi là zero sắc bách hay là hoàn toàn không hút ngược. Việc hoàn toàn không hút ngược thì nó có lợi ích là khi tay khoan mình mài mà bị hút ngược ở bên trong thì các cái dịch rồi máu ở trong môi trường miệng sẽ rất chứa rất nhiều vi khuẩn. Nếu như hút ngược vào trong cái thân tay khoan thì sẽ rất là nguy hiểm, khi mà dùng cho bệnh nhân khác có thể gây hiện tượng lây nhiễm chéo. Nhưng tay của Morita thì hoàn toàn không hút ngược, và đặc biệt là chỉ dừng trong 1.5 giây, thì sẽ giúp cho bác sĩ thao tác an toàn hơn. Cái việc an toàn đó là khi mình đang mài, bệnh nhân có một thao tác đổi thay đổi tư thế đột ngột hay bị giật mình hay cái gì đó thì bác sĩ rất chủ động, khi mình dừng bê đan thì gần như lập tức là mũi khoan sẽ dừng lại, nên là giúp cho bác sĩ được an toàn hơn.
bệnh nhân của mình cũng an toàn hơn rất là nhiều. Và cái việc không hút ngược đó thì giúp cho tránh cái hiện tượng lây nhiễm chéo. Đây là một cái an toàn nữa. Nên là khi dùng tài khoản của ta, các bác sĩ yên tâm mang lại cái độ an toàn cho bác sĩ và cho bệnh nhân của mình cao hơn rất là nhiều. Và về tay khoan của Mota thì tất cả được thiết kế là 4 lỗ. Nên là hầu hết các bác sĩ sử dụng ghế hiện đại đều có thể lắp tay khoan của Mota. Và đặc biệt nếu như trường hợp các bác sĩ chưa có dây tay khoan 4 lỗ thì công ty anh và em sẽ hỗ trợ các bác sĩ chuyển dây từ các loại khác trở thành dây 4 lỗ để mình lắp đặt. Và tất cả cái này là do công ty sẽ giúp các bác sĩ thay đổi lắp sang cái dây để phù hợp hơn. Xin cảm ơn các bác sĩ và mong các bác sĩ ủng hộ và sử dụng tay của Mota để có được những ca mài và những bệnh nhân của mình chất lượng tốt hơn, ca mài của mình thành công hơn. Xin cảm ơn các bác sĩ ạ.